Dung xin chào các bạn. Hôm nay Dung làm thịt mỡ bò chay các bạn. Rất là đẹp, dai, thơm ngon. Cái phần da này mình sẽ chiên nó giòn lên, nó rất là ngon. Để giờ mình nấu ăn với bún hoặc ăn phở bò kho, ăn cái gì các bạn biến chế ra nha. Nếu các bạn thích cái món này vào bếp làm với Nhung nha. Đây nè các bạn, thấy cái miếng thịt mỡ mình nó ngon không? Mình cắt ra từng phần mình ăn thì sẽ cắt ra mình chiên lên hoặc là nấu. Thấy hấp dẫn không? Dung xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Hôm nay thịt bò Dung đây là Dung sẽ cân 200 g. Thịt bò thì Dung ngâm mềm. Và một lon nước dừa 100 g bột năng, 100 g bột mì. Bột mì đa dụng, bột mì nào cũng được nha các bạn. 100 g bột gạo và 1 muỗng cà phê ngũ vị hương thì nó mới giống thịt bò nha. 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ớt, 1 muỗng canh cacao. Bây giờ Nhung đi lấy thịt Nhung ngâm nha. Đây mình ngâm nước đi, ngâm nước thường thôi, không cần phải nước nóng lắm. Đây là các bạn có thể dùng thịt này cũng được, mà dùng thịt này cũng được. Này Dung mua ở Kaufland, còn thịt non chay này vừa làm qua đó, các bạn dùng cái này cũng được nha. Các bạn lấy cái này các bạn ướp, ngâm cho nó hơi 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 thôi, cho nó mềm mềm, xong rồi mình cho cái ớt bột vô, mình trộn ớt bột cho nó thấm vô. Với bột nêm, gia vị vô, ngũ vị hương giống như nãy mình có chỉ dẫn đó. Bây giờ Nhung sẽ cân 3 loại bột 300 g để chung vô. Giờ Nhung sẽ cân 100 g bột gạo. Giờ kế tiếp mình sẽ cân 100 g bột năng. Cân 100 g bột mì đa dụng hoặc là bột bánh mì cũng được. Ba loại mình cân chung vô rồi thì mình trộn đều. Giờ mình cho đường vào, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng muối, giờ cũng trộn đều nha. Bây giờ mình sẽ chia ra 3 phần, mình lấy 2 phần mình trộn làm phần mỡ, còn 100 g thì mình làm phần da nha. Giờ mình cho nước dừa trước, trộn vô cho nó đều, xong rồi mình mới chia ra. Nhờ quấy đều vô. Bây giờ cái phần bột này Dung sẽ chia ra 3 phần nha các bạn. Đây, bây giờ Dung sẽ chia ra 3 phần. Một phần mỡ trắng và phần mỡ vàng ở đỏ đó các bạn, nó giống thịt bò. Giờ mình sẽ cho cái ớt bột vô đây.
trộn đều lên. Còn cái phần này các bạn cứ cho cacao vô nha. Cái phần cacao này á, mình sẽ cho phần da, da bò ở trên á, trên mặt á. Bây giờ cái phần thịt bò này nó mừng mâm mềm rồi nè các bạn. Mình sẽ cho ngũ vị hương vô nha. Trộn đều. Bây giờ Dung sẽ hấp cái chậu thủy tinh này các bạn. Các bạn có thể cho tha dầu vô. Hoặc là nếu mà cái ở Đức á, thì các bạn có thể cho cái bao ni lông mà chịu nhiệt nóng nha. Đây nè các bạn, mình mua cái bao này. Bao này nó chịu nhiệt nóng để cho mình nấu hấp á, chứ không phải nướng nha. Nếu mà các bạn mà không có bao á, các bạn tha dầu ăn vô nha, cho nó chốc á. Mình cứ ra phủ ở đây nè, mình lấy ra cho nó dễ nha các bạn. Cái phần thịt này là chúng sẽ cho hai tầng nha. Một lớp rồi xong một lớp thịt, một lớp bột. Rồi xong rồi mình sẽ cho bột này ở trên mặt. Rồi cho này kế thịt. Còn phần trắng này mình cho làm thành mỡ nha. Bây giờ mình bắt nước lên rồi, cho nó hấp rồi, bây giờ mình sẽ cho phần bột vô đây. Mình cho phần mỡ trắng nó dưới trước, phần mỡ. Các bạn hấp cái này trước nha các bạn. Để cho nó chín, từng lớp giống như mình đổ da lợn, bánh da lợn vậy đó. Mình có cho hấp nó chín xong rồi mình cái đổ theo từng lớp từng lớp. Bây giờ cái nồi nước cái hấp của mình sôi rồi các bạn. Giờ mình cho cái khuôn này vô. Đây. Xong rồi đậy nắp lên. Các bạn đậy nắp lên nữa, bạn cho cái khăn ủ, đừng có cho nó có nước chảy vô nha. Đậy lên vậy nè. Đây là cái phần da của thịt bò nha các bạn. Các bạn cho nửa muỗng cà phê bột nổi. Trộn đều lên nha. Nó mới nổi lên. Kế tiếp nữa mình tha cái phần da ở trên cho nó đỏ đó các bạn. Các bạn có thể cho màu dầu điều hoặc là màu ớt nha. Mình sẽ cho 2 muỗng ở đây. Mình có chia sẻ mấy lần này ha. Các bạn thấy nó hấp rồi. Khi nào mà cảm thấy nó trong á thì các bạn mới đổ tiếp nha. Đây này các bạn. Giờ mình thấy nó trong rồi ha. Giờ mình sẽ cho lớp thịt lên. Mình sắp theo vậy nè. Đây này các bạn, giờ mình sắp như vậy đi ha. Giờ mình sẽ cho một phần cái màu mà mình pha cái ớt, màu ớt đó các bạn. Mình cho kế phần thịt. Nghiêng qua cho nó đều. Xong rồi giờ mình hấp tiếp. Hấp khoảng chừng 5 phút, 6 phút là xong các bạn. Giờ nó đã
chín rồi đó các bạn. Các bạn thử là nó không có còn dính đó. Như vậy là được đó. Bây giờ mình sẽ cho một lớp trắng lên. Thằng đẩy nắp tiếp. 5 phút của mình dở tiếp nha. Thịt bò này lát nữa mình sẽ cho thêm một lớp nữa nha các bạn. Xong mình mới đổ, mình mới cho cái da bò lên. Giờ các bạn thấy nó trong vậy nè các bạn. Giờ cho thêm một lớp thịt lên nha. Giờ mình đã cho hết thịt vô đây rồi đó nha các bạn. Giờ mình cho cái phần da lên đây một lớp. Các bạn nghiêng cho nó thấm thịt xuống dưới nha. Cái phần này nó là cuối cùng hết rồi đó. Các bạn cho vào nồi hấp tiếp. Cái phần cuối cùng là ở trên nó bạn cho 7 phút nha các bạn. Để đồng hồ 7 phút. Xong rồi đó các bạn. Mình phải chờ cho nó nguội xong rồi mình sẽ cho dầu ớt lên nha. Giờ cái miếng thịt bò của mình nó đã nguội rồi đó các bạn. Nó có nhiều tầng lớp rồi thấy không? Màu trắng, mỡ ở giữa. Giờ mình sẽ pha dầu ớt cho nha các bạn. Cho trên mặt á. Tha lên nhìn nó hấp dẫn giống bò. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Các bạn thấy lấy ra dễ không? Có cái bao á, lấy ra rất là gọn luôn. Bây giờ chúng sẽ cắt ra nha. Đây nè các bạn, thấy cái miếng thịt mỡ của mình nó ngon không? Mình cắt ra từng phần mình. Thấy hấp dẫn không? Nó đẹp luôn. Giờ Dung sẽ cho ra dĩa. Các bạn làm mà có thể bằng để trong tủ đá nữa. Các bạn muốn ăn thì mình cắt khúc khúc như này các bạn. Để trong tủ đá đó. Bằng ăn tới đâu thì mình lấy cái đó ra mình nấu xào nha. Rất là ngon luôn, thấy không? Đẹp luôn. Nhung có món gì ngon, Nhung sẽ chia sẻ cho các bạn. Rất là hấp dẫn luôn, rất ngon. Bạn thấy nó rất đẹp luôn. Tuyệt vời. Nhà có món chay. Các bạn có thể nướng. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn video kỳ tới. Xin chào.